Chào mọi người nhé. Thì trong nội dung ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu trong khóa học mà tự học chứng khoán ấy, thì cho người bắt đầu ấy. Thì nội dung ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ cho anh chị cách tìm hiểu về cổ phiếu là gì và những cái chỉ số biết nói trong đầu tư chứng khoán. Đây, anh chị có thể vào cái trang KVS ấy, anh chị gõ KVS ra thì nó sẽ có những cái danh sách các chỉ số như này. Nếu anh chị có một cái mã bất kỳ ở đây, anh chị có một cái mã bất kỳ như em gõ đây rồi ngành bất động sản này, mã cổ phiếu bất động sản DG ngành này là thì nó sẽ ra một loạt những cái danh sách như thế này. Thì trên đây nó sẽ có các chỉ số cho anh chị nghiên cứu này, gồm các chỉ số như EPS này, PE này, ROE này, ROA này và các chỉ số khác nữa như chỉ số quan trọng với chỉ số EPS đấy, ROE đó và PE này. Đây là những cái chỉ số quan trọng để mình đánh giá được các chị đánh giá một mã cổ phiếu có tiềm năng hay không, hay là mình có để có đáng để đầu tư hay không. Thì các chỉ số này thì anh chị sẽ nghiên cứu và em sẽ chỉ cho các công thức tính của nó. Đầu tiên là anh chị sẽ đi qua về nói về cổ phiếu là gì và những cái chỉ số của cổ phiếu nha. Cổ phiếu ấy, thì được hiểu là một loại chứng khoán được phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc là bút toán sổ sách xác định quyền nợ và lợi ích của pháp lý của nhà đầu tư khi tham gia hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Người nắm giữ cổ phiếu sẽ trở thành cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành. Đây là khái niệm của cổ phiếu. Và tiếp theo là sẽ là mã cổ phiếu. Mã cổ phiếu thì nó sẽ có 3 chữ cái gồm cả chữ cái và chữ số đại diện cho doanh nghiệp để chỉ định doanh nghiệp và mua bán trên sàn giao dịch. Đây, mã chứng khoán thì nó có nhiều loại và trong các nhóm ngành khác nhau, như đại diện cho những ngành xây dựng mà công nghiệp, bất động sản, thép và chứng khoán hoặc ngân hàng. Thì chứng khoán thì có một số mã đại diện có thể là SSI này, HCM này, bên này VN Direct này, tắt là VND, hay là bất động sản thì có SEL, DG và DXG như đất xanh, là có bất động sản. Ngân hàng thì có ACB, Vietcombank, thì cũng là những cái mã đại diện cho nhóm doanh nghiệp phát hành chứng khoán. Các chỉ số và ý nghĩa của những cổ phiếu thì anh chị sẽ có những các chỉ số như EPS này, ROE này, PE này, NAV này, Beta này. Các chỉ số này là các chỉ số thống kê đo lường giữa sự biến động của một số danh mục cổ phiếu. Và dựa vào các chỉ số này, nhà đầu tư có thể đánh giá được tiềm năng, định giá cổ phiếu trong tương lai và khả năng sinh lời của cổ phiếu. Và em sẽ đưa đi đến cho anh chị những các chỉ số này và các công thức tính các chỉ số này và ý nghĩa của nó. Đầu tiên nó sẽ là chỉ số EPS. EPS được hiểu là lợi nhuận mà nhà đầu tư thu được trên một cổ phiếu, từ đó là có thể hiện khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp thông qua thu nhập mà công ty phân bổ trên cổ phiếu đang lưu hành. Công thức tính EPS ấy, thì sẽ bằng lợi nhuận sau thuế trừ đi cổ tức lãi chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tiếp theo là chỉ số P/E. Chỉ số PE được hiểu là chỉ số dùng để so sánh giá thị trường của cổ phiếu với lợi trên cổ phiếu của doanh nghiệp. Cái công thức tính PE sẽ bằng giá trị thị trường của cổ phiếu chia trên lợi nhuận ròng trên mỗi cổ phiếu. Chỉ số PE thấp có nghĩa là cổ phiếu đang bị định giá thấp, còn chỉ số PE cao thì thị trường là đang đặt kỳ vọng doanh nghiệp khả năng sinh lời cao hơn trong tương lai.
Tiếp theo là chỉ số P trên A, P trên B. Chỉ số P trên B được hiểu là chỉ số dùng để so sánh giá thị trường cổ phiếu với giá trị ghi trên sổ sách. Công thức tính P trên B thì bằng giá thị trường cổ phiếu trên cho giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu. Trường hợp P trên B lớn hơn 1, nhà đầu tư đang kỳ vọng vào tương lai và sẵn sàng trả giá nhiều hơn giá trị ghi trên trên sổ sách của doanh nghiệp. Trường hợp P trên B nhỏ hơn 1 thì có nghĩa là thị trường đang cho rằng tài sản của công ty đang bị thổi phồng lên quá cao. Tiếp theo là chỉ số ROA và ROE. ROA được hiểu là tỷ số lợi nhuận dòng trên tài sản, dùng để làm chỉ tiêu đánh giá đo lường khả năng sinh lời trên mỗi mỗi đồng tài sản của công ty. Công thức tính ROA sẽ bằng lợi nhuận dòng dành cho cổ đông thường và trên chia cho tổng tài sản. Và tiếp theo là chỉ số ROE, được hiểu là tỷ số lợi nhuận dòng trên vốn sở hữu, được coi là tỷ số quan trọng nhất đối với các cổ đông và đo lường khả năng sinh lời trên mỗi đồng vốn mà cổ đông thường. Công thức tính ROE sẽ bằng lợi nhuận dòng dòng cho cổ đông thường chia cho vốn của phần thường. Nó sẽ có theo tiếng Anh ấy, thì ROA nghĩa viết tắt của từ Return of Preset, còn từ ROE viết tắt của từ Return of Equity. Đấy là cái khái niệm và các công thức tính ROA và ROE. Nên anh chị chỉ hiểu đơn giản là ROE này là tỷ suất sinh lời của công ty trên trong thời gian. Ví dụ như anh chị hiểu là tỷ suất sinh lời của ngân hàng ấy, thì anh chị gửi bằng lãi tiết kiệm ngân hàng là trung bình là tầm 56% trong 4 năm, thì ROE của doanh nghiệp ấy thì nó thường nó sẽ tầm rơi vào tầm 15% trở lên, là tự sẽ gấp đôi ngân hàng là cái tỷ suất sinh lời đấy. Anh chị hiểu đơn giản như ROE thì thế thôi. Tiếp theo là cái chỉ số VLAV. Chỉ số LAV được hiểu là chỉ số đại diện cho giá trị thị trường của mỗi cổ phiếu của doanh nghiệp, dùng để đánh giá giá trị tài sản của công ty có tương xứng với thông tin và định giá hiện tại hay không. Công thức tính LAV đấy thì bằng tổng giá trị tài sản trừ đi tổng lợi phải trả chia cho số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường. Tiếp theo là cái chỉ số beta. Chỉ số beta được kiểu là dùng để đo lường mức độ biến động giá và rủi ro của chứng khoán so với thị trường. Cụ thể là thị trường sẽ có chỉ số beta cố định là 1, nếu mà cổ phiếu mà có beta lớn hơn 1 thì sẽ rủi ro cao hơn và ngược lại. Và công thức tính hệ số beta đấy sẽ bằng COV này có trên cho VR. COV đấy được kiểu là hiệp phương sai giữa tỷ số sinh lời chứng khoán E và tỷ suất sinh lời của thị trường. Và VR đấy, thế là phương sai của tỷ số sinh lời thị trường. RE là tỷ suất sinh lời của chứng khoán E và RM là tỷ suất sinh lời của chứng khoán M. Đây là công thức tính nhá, chỉ hệ số beta. Tiếp theo thì em sẽ có cái cách lọc cổ phiếu đơn giản nhất cho anh chị để tìm được cổ phiếu mà tiềm năng trên thị trường.
mà cách này cũng khá đơn giản thôi. Đầu tiên anh chị vào Payeer nhé, anh chị vào tìm kiếm hội này, anh chị vào tìm kiếm bộ lọc này, anh chị có thể là vào cái xác định lĩnh vực hoạt động này, hoặc là giá hiện tại này, kích vào tổng khối lượng giao dịch này. Và đây mình sẽ có cái chỉ số PGN này, EPS này, PGN này, mình kích vào đấy và ROE này, đấy mình kích vào. Xong mình thường thì PGN thì em hay chọn tầm rơi khoảng 6 đi, 6 đến đến tầm 6 đến 8, 6 đến 12 là cũng ok rồi, 6 trong khoảng, khoảng giữa trong khoảng 6 đến 12, 6 đến 15 cũng được. Tỷ vốn hóa thì em chọn những công ty có vốn hóa lớn, có nghĩa là lớn hơn 500, 500 tỷ. Nếu mà vận động thì toàn bộ. Giá hiện tại thì tùy thuộc mọi người nhé. Mọi người thích nhiều tiền thì có thể đầu tư con nhiều tiền hoặc là ít tiền, tùy thuộc. Thì thường em chọn những cái mã mà lớn hơn 10.000 và tổng khối lượng ấy, thì nên chọn là lớn hơn, cao một chút thì nó dễ thanh khoản hơn. Và cái chỉ số PGE thì thường chọn là 1.500 này, và LPS thường lớn hơn là 15%. Đấy, nạp ra phát không có con nào phù hợp luôn. Đây, mình bỏ cái này đi, đấy bỏ cái giữa đi. Đây thì nạp ra một phát thì nạp ra tầm 23 con, 23 mã. Thì nạp đây là cái bộ lọc cơ bản nhất, tìm ra là những con tiềm năng. Đây khi mà nạp phát thì nó đã tìm ra nhiều con tiềm năng như ăn ngân hàng này, ACB này, BIDV này, CTG này, đấy ngành tiêu dùng thì có HAG này, dịch vụ tầng thì có Grab này. Đấy, đọc ra một phát này rất nhiều con thôi. Đấy, chị có thể đầu tư ở đây. Mật độ cơ bản như LPP này. Đấy. Khi mà mình đọc ra phát thì nó rất nhiều con. Đấy, trên thị trường thì có 1.600 mã cơ, thì nó mình không thể quan sát hết được. Thế là mình chỉ tìm những con mà rank giá tiềm năng thôi. Thế là mình dùng cái bộ lọc này. Thì vừa cái chỉ số EPS thì em giải thích nữa, là tỷ suất lợi nhuận đấy sau một cổ phiếu đấy. Thường là những lợi nhuận em chọn là lớn hơn 1.500 nghìn trên một cổ phiếu, có nghĩa là mình mua một cổ phiếu thì nó sẽ có lợi nhuận là 1.500 đồng một cổ. Còn ROE là tỷ suất sinh lời của đồng tiền mình bỏ vào đấy, tỷ suất sinh lời khoảng 15% lớn hơn nhé. Thường ngân hàng thì tầm 56% một năm thôi, đây mình chọn là 15% thôi, gấp đôi như này. Đấy thì nó lọc ra khoảng 24 con. Và trên đây là em đã đi qua về cái thông tin cách nhận biết cổ phiếu, cách cổ phiếu là gì, đi khó khăn nghiệm và đi cho anh chị biết là các chỉ số EPS này, ROE này, PGE này và một số chỉ số khác nữa. Thì những anh chị nào mà quan tâm thì có thể theo dõi và đăng ký kênh để sớm nhận được những video hàng ngày em đưa ra. Em thì cũng đưa ra những nhận định cho chứng khoán hàng ngày. Còn nếu anh chị nào mà chưa có tài khoản thì có thể quét mã QR, quét mã hoặc vào phần mô tả. Em có hướng dẫn chi tiết về cách mở tài khoản. Mã QR thì có thể lại ở những video sau. Trước đó thì có mã QR trên đấy, anh chị vào quét. Có thể video này không, em sẽ không để mã QR trên màn hình. Anh chị có thể vào ở những video sau trước đó của em thì có hướng dẫn cách mở và mã quét QR. Chị vào đăng ký. Và nếu anh chị nào đang có thể là đồng hành cùng em trong quá trình đầu tư ấy, thì anh chị có thể là gắn ID của em vào. Tài khoản ID của em thì thường ở trên chứng khoán VBS nhé. Chứng khoán VBS thì là cũng là một công ty chứng khoán top đầu của thị trường rồi, top đầu sàn rồi. Thanh khoản và tài khoản tốt này, uy tín này, và chất lượng khá là cao, thông tin bảo mật khá là cao. Và
và cũng là cái công ty mà có phí giao dịch là khá là thấp so với các công ty khác, nên là anh chị yên tâm và khi đầu tư trên sàn là PVS. Ok, là video em sẽ kết thúc ở đây. Hẹn lại gặp lại chị trong những video tiếp theo.